Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với phụ kiện Đài Trang. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách cài đặt cái bộ TotoLink. Thì lần trước mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách cài đặt, cách reset ở trên cái sản phẩm X200 của TotoLink nhé các bạn nhé. Thì đối với cái sản phẩm TotoLink này vẫn được bảo hành 24 tháng này các bạn nhé, 1 đổi 1 nhé các bạn nhé. Còn lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình cái TotoLink này để kích sóng của wifi nhà hàng xóm nhé các bạn nhé. Rồi ok, video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Rồi điều được mình bóc cái sản phẩm này ra nhé các bạn nhé. Ở đây điều đặc biệt là có hướng dẫn bằng tiếng Việt đầy đủ hết ở trong cái sản phẩm này đi kèm luôn nhé các bạn nhé. Hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất là dễ sử dụng thôi các bạn. Đây có cả chế độ tiếng Anh. Thì đối với cái sản phẩm TotoLink này vẫn có cái chế độ LAN. Thì cái này mình đã hướng dẫn cho các bạn video lần trước. Các bạn có thể tham khảo cái đường link ở dưới video nhé các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ cắm cái TotoLink này vào cắm điện này. Rồi ok, chúng ta vào cài đặt nhé các bạn nhé. Chúng ta vào wifi này. Chúng ta bật wifi lên nhé. Ở đây chúng ta chọn TotoLink nhé các bạn. Chờ một chút. Mình cho sát để hướng dẫn các bạn cho dễ nhé các bạn nhé. Rồi ở đây nó xuất hiện cái TotoLink nhé các bạn nhé. Chúng ta kích vào TotoLink này. Chúng ta chờ một chút, khi nào có chữ tích V đây là được nha các bạn nhé. Rồi nó tích V này, nó không tự động vào đúng không các bạn. Chúng ta ở trên điện thoại các bạn, chúng ta tìm đến Chrome hoặc là cao cốc hoặc là trình duyệt web nhé các bạn nhé. Thì mình mở cái trình duyệt Chrome lên, mình gõ địa chỉ các bạn này, 192.168.0.254. rồi chúng ta bấm OK này. Ở đây nó có hai giao diện nhé các bạn nhé, chế độ AP và chế độ mở rộng sóng này. Cái phiên bản 1 thì nó không có nhé, không có cái chế độ AP nhé các bạn nhé. Thì cái này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở video lần sau nhé các bạn nhé. Đây mã sản phẩm nó có chữ V2 đấy các bạn này. Đây V2 các bạn có thấy không? Thì phía bên tay phải chúng ta chọn cái chế độ mở rộng sóng nhé các bạn nhé. Ở đây cái phụ kiện Đài Trang nhé các bạn nhé. Ở trên cùng mình kích sóng phụ kiện Đài Trang. Cái này nó sóng nó khỏe. Mình tìm ở chỗ nào nó sóng nó kém hơn một chút nhé các bạn. Đây mình chọn cái quang bách nhé các bạn. Ở đây chúng ta nó xuất hiện một cái chất lượng của tín hiệu không dây được chọn và kết nối của bộ lọc kém này các bạn này. Chúng ta chọn ở phía bên kế tiếp nhé các bạn nhé. Rồi ở đây chúng ta gõ cái mật khẩu của nhà hàng xóm nhé các bạn, 09656. Đây là cái mật khẩu của nhà hàng xóm các bạn. Rồi chúng ta bấm sửa đổi tên và mật khẩu mạng không dây nhé các bạn. Ok chưa, chúng ta bấm sửa đổi tên và mật khẩu này các bạn này. Chúng ta chọn cái hàng tích phía dưới này các bạn này, khi nào có nút chấm đen này các bạn nhé. Rồi ở đây mình gõ chữ anh Phú Hào chẳng hạn nhé. Anh Phú Hào, mình gõ bất kỳ các bạn. Rồi ok, mật khẩu chúng ta có thể đổi nhé các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nhé các bạn nhé. Rồi ok, chúng ta bấm kế tiếp này. Sau khi hiển thị như này là bây giờ được rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta bấm OK này. Rồi chúng ta chờ một chút. Và chúng ta bây giờ vào cài đặt này các bạn này. Chúng ta vào wifi nhé. Bây giờ chúng ta thấy cái biểu tượng anh Phú Hào này đã xuất hiện rồi các bạn này. Đây nhá, anh Phú Hào này.
mật khẩu các bạn là lần trước ấy các bạn, 1 đến 9, ok chưa? Bấm hiển thị mật khẩu này, xem có đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha, ok nhá. Chúng ta bấm kết nối này. Rồi bây giờ nó đã kết nối vào anh Phú Hào rồi các bạn nhá. Bây giờ chúng ta bật cái YouTube lên xem kiểm tra chất lượng cái Toto Link này nó kết nối có khỏe hơn không nhá các bạn nhá. Đây các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đây, ok. Sử dụng cái thiết bị Wi-Fi Mercury. Chúng ta có thể các bạn cũng cần thiết phải xem cái đấy. Mình đã kết nối vào anh Phú Hào nha các bạn nhé, rất là nhanh và khỏe nha các bạn. Thì cái ở trên này nó có đèn nó nhấp nháy này các bạn này. Đấy nó yếu nhưng mà nó vẫn pick được nha các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn quan tâm cái sản phẩm này thì liên hệ với phụ kiện Đại Giang nha các bạn. Số điện thoại của bên mình là 0981622291 nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.